Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đi cập nhật sân vận động Đà Lạt. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2022. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi xem các công nhân của chúng ta đang làm việc tới đâu rồi. Tuần trước thì mình có đi lên đây một lần. Vẫn chưa có thi công nhiều, đặc biệt là một số hạng mục. Hôm nay thì mình thấy các công nhân đang xây bờ tả ly, bờ kè làm khuôn viên của sân vận động này. Bên này là khán đài B của sân vận động Đà Lạt. Chúng ta thấy các cái căn phòng ở bên trên đã xây gạch hết rồi. Người ta sẽ chừa lại mấy cái ô để làm cửa sổ. Ở đây đang xây bờ tà ly để mà hoàn thiện nốt phần khuôn viên của sân vận động Đà Lạt. Bờ tà ly được xây rất là dày luôn. Và hiện tại chỉ mới xây được một đoạn ở bên khán đài B. Tiếp sau đó thì sẽ xây nốt bên mé trái của màn hình. Trong mấy ngày hôm nay mình thấy các công nhân đang gấp rút hoàn thiện nốt phần khuôn viên của sân vận động, đặc biệt là trải nhựa ở bên khán đài A, một phần máy che ở bên khán đài A thì đang chuẩn bị đổ bê tông. Mặc dù đã nghỉ Tết Nguyên Đán xong, mình thấy lượng công nhân thi công cũng tương đối là ít. Chỉ lác đác một số công nhân. Bây giờ mình sẽ bay lên cao để cho quý vị và các bạn nhìn toàn cảnh sân vận động Đà Lạt. Sau đó thì mình sẽ bay về khán đài A. Ở bên khán đài C thì vẫn còn chưa làm các cái phần chỗ ngồi, trông khá là ngổn ngang. Sắp tới thì Đà Lạt vào mùa mưa, thành ra là các cái phần khán đài mà không kịp làm thì sẽ rất là lâu, sẽ trì hoãn, không có làm được. Bên này chúng ta thấy là chuẩn bị làm nốt cái phần mái che. Và hiện tại đang đổ những cái tấm đan, đang ghép những cái tấm đan lên, sắp sửa tới sẽ đổ bê tông. Buổi sáng hôm nay vẫn chưa thấy công nhân làm. Bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng. Về phần sau thì đang có một chiếc xe ủi đang ủi cái phần đất này ra này, chuẩn bị đổ nhựa. Phần đất được ban ra cho nó bằng phẳng. Sau đó thì sẽ đổ một lớp đá. Có lẽ là các công nhân tranh thủ làm một số cái phần khuôn viên ở bên ngoài
để mà chuẩn bị đến mùa mưa, thì nó sẽ dễ dàng cho các cái xe đi vào bên trong để mà thi công. Nhìn trên cao xuống thì chúng ta thấy là một phần khán đài đang chuẩn bị đổ bê tông ha. Và bên tay phải, bên góc màn hình thì cũng đang ghim các cái dàn giáo lên. Chắc có lẽ là để đổ bê tông cùng một lúc luôn. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật sân vận động Đà Lạt mới nhất mỗi ngày. Và nhìn trên cao xuống chúng ta thấy cỏ rất là tốt nè. Hiện tại cỏ vẫn được chăm sóc tuần 2 lần. Bên khán đài B thì nhìn cũng tương đối là đơn giản, cũng không có máy che. Và buổi chiều nắng ngồi trên đây thì cũng tương đối là nắng đó quý vị, vì ánh nắng mặt trời chiếu vào rất là gắt luôn. Hiện tại chỉ có bên mỗi khán đài A là có máy che. Vẫn là 20.000 chỗ ngồi, nếu mà nâng cấp lên thêm chỗ ngồi thì cũng rất là hay luôn. Bởi vì sau này á, người ta nói là thà dư còn hơn thiếu. Vâng, mà chúng ta đang quay trở lại với khán đài D của sân vận động Đà Lạt. Phía trước màn hình quý vị và các bạn đang thấy một chiếc xe đang múc bớt những cái phần đất mà nó nhô lên á, để mà cho nó bằng phẳng. Sau khi mà múc xong á thì xe ủi sẽ tiếp tục qua đây làm việc. Vâng, mà chúng ta thấy là lượng xe cộ lưu thông khá là ít. Chiếc xe dùng để chở đất là loại 3,5 tấn. Và mình thấy là đang có hai chiếc xe múc, một chiếc xe ủi đang làm việc thôi. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video clip tại đây. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình, cũng như là để mình tiếp tục ra những video mới nhất về sân vận động Đà Lạt cập nhật đến quý vị và các bạn mỗi ngày.